An toàn giao thông là một trong những vấn đề được xã hội hết sức quan tâm. Ở Việt Nam, cùng với sự phát triển về kinh tế, số lượng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông gia tăng một cách nhanh chóng. Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,25 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có hơn 8.000 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống. Cùng với đó, gần 20.000 người bị thương tật suốt đời. Bên hồ người chơi hệ phóng mình sắm chỗ đang đua bị chốt bê lên đồ nhanh lượm một vòng hết phố cổ qua ma mây thằng còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đi chơi ơi, mồ đôi mũ nhiều mũ, sao kinh đẹp mày. Đôi mũ đi anh. Mấy con nịt em cái mồm này, tăng cây mấy cái đông nguyện không? Dạ, để con đôi. Nó bán chim em à, lên xé đi. Tên nàng cái đường B. Đi năm tháng không bạn? À, hẳn được đi, nhờ đi cấp cứu cho bạn ạ. Ô mẹ! Mẹ! Tai họa bất ngờ ập đến. Nếu một ngày nào đó bạn ra đi mãi mãi vì an toàn giao thông, thì những người ở lại sẽ là những người đau đớn nhất. Gia đình bạn, bố mẹ bạn và còn cả thầy cô, bạn bè, những người gắn bó và yêu thương bạn. Có những nỗi đau mang tên tai nạn giao thông mà những người yêu thương bạn là những người nếm trải nỗi đau đó sâu sắc nhất. Bạn sẽ không bao giờ biết được mùi vị của những nỗi đau đó như thế nào mà chỉ có thể thốt lên hai từ giá như. Giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Giá như tất cả chỉ là một trò đùa, không hơn, không kém. Giá như ai đó có thể quay ngược được thời gian.
Giá như người ta có thể thay đổi được quá khứ, và giá như mọi chuyện đừng có xảy ra đột ngột và gấp gáp như thế. Vì vậy, đừng để nhanh một giây chậm cả một đời người. Hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đi đúng đường, nhường đúng lối, không cần vội vui tới trường. Dừng đèn đỏ, chứng tỏ văn minh. Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông. Cha mẹ hãy là tấm gương cho con về ý thức tham gia giao thông. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.